chính cực dữ à. Dọn về quét tước vòng vòng à. Chính anh làm chưa về hả gì mà chính? Chưa. Đáng là bữa nay là mai nghỉ. Dạ. Mai đám cưới rồi, đám cưới bé Trâm rồi nghỉ bữa. Chị Thư giỏi quá. Thư giỏi làm quá, mất cháu luôn à. Rồi. Gả đi. Chị Thư thì trong gia tỷ nữ thôi. Nó sai 19 mộng mộng luôn thơ sao? Vậy đó hả bố? Ờ vậy đó. Nó sai 19 chạy quá chừng luôn. Chạy quá trời tới chừng 19 lên 19 trang điểm cái nó nói. Trời ơi, trang điểm nè. Ông nói là bà con nghe. Trang điểm hả? Nó làm 19 lắm rồi. Năm nay nó trang điểm hả? Nó làm vậy nó làm vậy. Nó nói 19 lắm. Hồi ơi, năm 19 ngửa hồn nó hỡi nữa hả? Nó nói vậy đó. Nó nói vậy xíu. Dạ. Đây là bắt lên nè. Mới chùi cái son nè, mới tay bên chùi nữa. Gì làm gì nữa không sao? Làm cũng có này nha. Có cát gì đi, có khách kìa. Chứ thấy chị đi nấu rồi chị nè. Dạ chưa, Nam mới thấy nè vậy. Nghe không à, em nghe nói không à. Thấy được ngon lắm ha, có chỗ được không, tiện dụng không? Được, chắc mình là tuyển dụng đi. Cắt hả Thư? Ừ. Về không được hả mẹ? Không được đâu. Biến gì đâu hả? Được hả? Thư sắc con gì? Xuất sắc con gì? Thư giỏi quá. Không có người, chị Thư giỏi dữ vậy luôn á. Tưởng có gì Út là giỏi dữ, giỏi nhất nhà rồi đó chứ. Hôm nay có người giật giải rồi phải không? Giật giải rồi. Chị Thư giỏi quá, dốt cái vũ khách hồn á, không ngờ luôn. Vậy mai mốt đám dỗ với chị Thư rồi nha. Chị Thư. Đúng rồi đó, đúng chị Thư. Út đặt rồi đó, đám cưới khánh mốt cũng khốt, chị Thư về nè. Khốt về nè. Khốt luôn. Chị ơi, khốt về nè. Không ai thì kêu mút hả? Chị Thư hả? Người đẹp là nhiều giỏi, nhiều giỏi thì nhà hang thôi. Mới làm biển mà ngoài làm biển nữa. Thấy mà mê, thấy mà mê. Cầu tối nay đừng mưa hay gì không? Đừng mưa vui ha con, chắc không mưa rồi. Chắc qua rồi, lúc nãy con thấy chị quá trời luôn. Thấy trên thành phố mưa dữ lắm. Mưa mà con sợ chạy về đây không kịp, không chạy dù dù như trên, trên đường 19 tháng 5 mưa quá trời kìa. Dạ. Đi vô xã con nó xin số định danh cho thằng Sinh Hùng. Thì nó mất trong xã mất xin về lấy giấy khai sinh cứ ra lên đồ. Vậy nói làm xong hai cháu mình cũng phải trang điểm, nó nói chưa sao phải lên đồ chứ sao. Đúng rồi, tự nhiên không có cái giá trị của nó. Đúng rồi, nhà bếp phải có giá trị của nhà bếp chứ, không ấy chị này chị ơi, chứ mọi chính nó xăng không có trang điểm, trang điểm quá trời luôn, chỉ là quét xăng không luôn. Cầm cái đồ trang điểm lên rồi không biết vẽ đâu, năm năm nay không có làm, có dính năm năm nữa chứ. Cái vẽ dừng mài lấy kẻ môi. Bởi vậy không có vẽ đâu. Thương nó nói chuyện cái bút chân mài rồi lấy kẻ môi. Lấy kẻ môi. Ừ. Anh có dám thêm gì cho mẹ bộ đồ trang điểm. Vậy thôi chứ. Cảm ơn mẹ. Dạ nhà có vậy mới á. Khanh chứ thôi cũng xài rồi đâu á lên Khanh. Dạ. Mình ở mình không dám xài. Để lâu quá. Sáng mai chắc dì ba về sớm hay gì không? Dì ba về sớm con. Chắc ốc đón chắc cũng
chừng 6 giờ mấy, 7 giờ thì ba về. Thường thường ba chở đồ về sớm. Vậy gì ở trên gì ba chắc cũng làm mới rồi. Ba giờ làm rồi. Giờ sửa soạn làm đó. Nhìn lần sau có tưởng gì ba về đây làm chứ. Chị đi tới hả? À, xuyến dưới sơn hấp hồn chị nấu hả? Yếu khanh đó 19 dọn dẹp chị nó nói xíu này sơn hấp hôn đi nó lạnh nấu cho chị giúp khanh nấu cho 19 dọn dẹp xong ngủ à bà chín hấp hôn đi chị nói ngủ bà chín đó nó nói rồi có nói 19 rồi nãy nói rồi 19 hấp hôn đi à, hỏi bao nhiêu năm ngày cưới thì 19 làm 19 đấy 35 năm 35 ngày cưới con còn mới đây mà hấp hôn gì 5 năm có 10 năm rồi chứ có 10 năm ví dụ 5 năm 10 năm rồi Khanh thôi lúc Khanh qua 25 năm rồi đợi 30 năm rồi hấp để lâu lâu thì hấp nó mới nóng lại nóng nó cái gì á mới hâm nóng anh Sơn đi làm về anh Sơn chở mẹ qua cậu anh Sơn về tới mấy giờ anh nó về sớm chắc về đây chắc cũng cả 5 giờ mà chính biết bữa nay Sơn đi làm thứ hai là thứ hai 2:30 nó đi tỉnh dạ để con vô nhận cơm con ăn nữa uống thuốc dạ tối quá chị vô mà dạ ăn cơm với thịt kho hay bò kho hỏi hai ăn gì con chị ăn với bò kho hay thịt kho có bò kho ngon lắm kìa có bò kho ngon lắm ăn bò kho nha ăn bò kho nha hỏi chứ chọn món gì đang cho lính dọn dân tiên dắt mẹ đi ra cũng phải cột nào dắt mẹ đi vô đi vô cũng phải cái mồ dắt mẹ tới ra dân tiên mà tại hãy mẹ ơi ăn cháo gà không có da gà cháo gà có bò kho ăn cái nào da gà thịt gà ngồi ngồi dạ. Muốn ăn gì dọn ăn nè không có ăn thịt gà chút da thôi da không có chừa da da với gan với thịt không lựa da đi chứ ngoài ăn chiều trước giờ tối yeah. Ngoài ăn trước người già phải ăn sớm sớm dạ không mà cái bụng nó khỏe lắm còn có chút ít cái ổng có ăn nhiều không ai gì đâu hay lắm đầu cá thì cái nội ngoại ăn hay lắm cua đồ á cô hai mẹ con ăn tỉnh bơ luôn á mẹ con tự làm đặt tự ăn luôn à cái gọi hay lắm chứ bộ có mắm mắm ăn gì đó nhưng mà răng không có còn á mà mắm mắm tuổi này vậy là quý lắm rồi không cái răng cửa ngoài không còn nước cơm ha nước trắng của anh còn không anh nước giờ rồi á cô ngồi ghế cho cô à, được rồi dạ. Cháu cho cơm gì hai vậy sợ luôn mẹ ăn cháo ăn cơm út đi kiếm mẹ ơi, mẹ ăn cháo ăn cơm cái này nhìn đây bán cơm nói cơm trẻ cho con cơm mẹ ăn cháo ăn cơm nhiều á cái gì hai chồng mẹ ăn cháo ăn cơm để nghiệp coi ờ nghiệp đi ăn cháo đi chị cháo gà đi lâu lâu ăn cháo bữa nha cháo gà ăn dễ ăn nha nha mẹ để nghiệp mới được cắt cơm đi cắt cơm cao bên gì hai dòng bốc ha này người ta làm mứt á, người ta làm mứt gì đó mứt cao non, mứt cao non, non ha, cao non,
cô ăn nó hơi 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 nhão nhão là cô làm nó vừa, mà cô ăn vừa là nó làm được. Mình phải thử cái trái cao. Cắt mấy cái vậy đó mình mới làm mất được. Cái này hả? Ừ, cắt mấy cái này thôi, con để gì cho nó đẹp, nó có nhắm. Rồi lấy đồ trắng. Làm cái kia là nó làm. Nó làm cho mẹ con anh nhất làm mẹ con ăn nhiều. Nhất là nó làm tao ăn vừa nhiều. Đem chín miếng vừa được. À phải rồi. Tâm ăn nó bảo làm được phải. Tại dòng quá chung mấy dây vàng. Bữa thấy về chở về đi. Lại gì đây? Cháu không ngoại. Lại gì đây? Dạ cháu, cái này là cháu nè. Cháu hả? Đây đừng nhắc này. Ủa cái lỗ gia vị đâu rồi Thư? Cái lỗ gia vị con để đâu? Ở đây nè cưng. Cái gì nó vú. Ông ngoại chặn cổ nó xuống vậy nè. Kêu bằng gì? Kêu bằng má. Rồi cái kêu bằng má luôn đó. Bắt đầu năm là ông ngoại mới ra. Thì cái tớp sau là mẹ, tớp tụi con là mẹ, còn tớp hai là chị con thấy ngộ rồi. Từ dì hai xuống dì vú, rồi tới mẹ con kêu bằng má. Má dì hai tới mẹ cũng mẹ. Cậu Tư cũng sữa, dì ba cũng sữa, dì ba cũng mẹ. Dì ba bắt chước mấy đứa này nè, bỏ vú cái kêu mẹ. Còn chị sao chị cứng đầu ha, chú. Không tại vì phía mình không sữa được quen á, quen rồi. Quen. Cả miệng. Dạ, nhiều khi xin chị mà bằng con, xin con. Thì đó, ở nhà này đó mấy gì á. Cho chị con. Bữa Út Canh chơi với mấy đứa bạn trên 19 năm á. Chị vậy, chị hai mà con. Vậy đó, nhà này vậy không á. Cậu Bảy với cậu Tư mới sửa lại em mới gần đây à. Đó cũng con không à cô vậy. Chị hai mà con không. Sao mẹ với Sơn Ca về trễ lên xin. Dạ chị bán một chút chị mới về. Còn mũi ra này chút. Chờ anh Sơn về chở đi qua. Ráng ăn đi mẹ, cháo ngon lắm mẹ. Còn nóng. Nước chấm đây nè, ăn thịt trước đi. Nước chấm. Nè nước chấm đó, đó, nước chấm đó. Dạ. Rồi thịt đây nè Vú. Thịt đây nè. Ê Vú ngon. À, vậy đó. Rồi để dì hai chăm sóc ngoại. Để dì hai lấy cái gì? Cái kéo nãy đâu kinh.